Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Đoàn đại biểu thanh tra Việt Nam và Lào tích cực trao đổi kinh nghiệm phòng chống tham nhũng. Hơn 7.000 người đã tham dự buổi đi bộ đồng hành cùng nạn nhân da cam dioxin tại thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ đem múa truyền thống Việt Nam, thời trang Việt Nam đến với công chúng quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48, viết tắt là AMM48, và các hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8. Các bộ trưởng ngoại giao sẽ trao đổi phương hướng và biện pháp thúc đẩy hợp tác ASEAN, quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, trao đổi vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt là hòa bình và an ninh khu vực. Dự kiến một số văn kiện sẽ được thông qua như thông cáo chung của AMM48, tuyên bố chủ tịch của các hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN với các đối tác ASEAN cộng 1, ASEAN cộng 3, tuyên bố của chủ tịch hội nghị bộ trưởng ngoại giao EAS, tuyên bố chủ tịch hội nghị ARF22. Đoàn đại biểu thanh tra chính phủ Việt Nam do ông Trần Đức Lượng, Phó Tổng Thanh tra dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Và vào sáng mùng 3 tháng 8, tại thủ đô Viên Chăn, đoàn đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Chính phủ Lào do ông Khăm Phúc Bùn Nha Vông, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lào làm trưởng đoàn. Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế xã hội của mỗi nước trong 6 tháng đầu năm, cũng như trao đổi kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng ở mỗi nước trong thời gian qua. Hai bên nhất trí đánh giá cao kết quả hợp tác trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ của hai ngành thanh tra hai nước, đồng thời tiếp tục khẳng định tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam không ngừng phát triển. Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu thanh tra chính phủ Việt Nam đã chào xã giao Phó Thủ tướng Lào Asang Lawli thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Viên Chăn. Tại Lào, đoàn 12 chiến sĩ Mùa Hè Xanh gồm các y bác sĩ, sinh viên y khoa đã đến huyện Sukamu, tỉnh Champasak của Lào để khám, phát thuốc và tư vấn sức khỏe cho người dân trong huyện. Nhân dịp này, anh Phạm Hồng Sơn, Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ huy trưởng chiến dịch Mùa Hè Xanh cũng đã trao 10 suất học bổng hỗ trợ và 400 quyển tập cho các học sinh vượt khó, học giỏi của tỉnh Champasak. Đến thăm đội hình tập huấn nông nghiệp, anh Sơn cũng đã gửi tặng 50 phần quà gồm một số nhu yếu phẩm và tủ thuốc gia đình cho học viên của lớp. Phó Bí thư tỉnh đoàn Champasak bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội tình nguyện Mùa Hè Xanh 2015 và hy vọng chương trình sẽ ngày càng lan tỏa và có thêm nhiều hoạt động đa dạng hơn nữa. Kỷ niệm 54 năm ngày thảm họa da cam dioxin ở Việt Nam và 10 năm ngày thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh, vào sáng ngày 2 tháng 8, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen đã diễn ra cuộc đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam với khoảng 7.000 người tham dự. Trước giờ khởi hành hơn một tiếng đồng hồ, Công viên Văn hóa Đầm Sen đã hội tụ gần như đông đủ các đơn vị, tổ chức, đoàn thể tham gia đi bộ. Tất cả đều sẵn sàng trên hành trình chia sẻ, đồng cảm và đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Khác với không khí sáng sớm của một ngày cuối tuần bình thường, buổi sáng hôm nay tại Công viên Văn hóa Đầm Sen bắt đầu sớm hơn và nhộn nhịp hơn bởi một sự kiện mang rất là nhiều ý nghĩa. Đó là chương trình đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam dioxin của hàng ngàn người dân đến từ nhiều tổ chức đơn vị của thành phố Hồ Chí Minh. Vượt lên sự kiện của một cuộc đi bộ, buổi lễ là hành động thiết thực có ý nghĩa quốc tế. Dưới sự giúp đỡ của một số luật sư Mỹ và các tổ chức quốc tế, Việt Nam đang trên hành trình khởi kiện 37 công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất và gieo rắc tội ác lên hàng triệu người dân vô tội của Việt Nam. Trong đó có đến 3 triệu nạn nhân bị nhiễm nặng. Trong là 10 năm, từ năm 61 đến năm 71, người Mỹ đã giải lên đất nước 32 tỉnh thành của Nam Bộ lúc bây giờ và một huyện Vĩnh Ninh của tỉnh Quảng Bình.
đã gây hậu quả cho 4.8 triệu nạn nhân của Việt Nam, trong đó có 1 triệu cựu chiến binh bị phơi nhiễm trong cuộc chiến tranh này. Thế nhưng mà đã nhiều lần chúng tôi đã gửi đơn lên tòa án liên bang Hoa Kỳ, nhưng mà đều bị không nhận đơn của chúng tôi, không xét đơn của chúng tôi, cho rằng chúng tôi không đủ chứng cứ. Mà chứng cứ chúng tôi đã rõ ràng, chúng tôi kiên quyết đấu tranh để mà đòi tòa án lương tâm mà ngay tại Pháp cũng như là tại Mỹ. Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm. Vượt lên số phận, những nạn nhân chất độc da cam ngày nay đã tạm quên đi nỗi đau để vui sống. Sự có mặt và những bước đi của họ trong ngày hôm nay đã thể hiện điều đó. Sự sống đã hồi sinh, nhưng điều mà họ cần là những đồng cảm, chia sẻ của xã hội. Chuyển sang một số tin tức khác, ở làng chài Bãi Xép, Quy Nhơn, cứ đều đặn vào sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, nhiều học sinh ở mọi lứa tuổi rủ nhau đến lớp học tiếng Anh miễn phí do Gavin McGuire và Steve Kai, người Anh, trực tiếp hướng dẫn. Nói về ý tưởng mở lớp dạy tiếng Anh cho các trẻ em ở Bãi Xép, anh Gavin McGuire cho biết, lớp học sẽ giúp anh và các người bạn nước ngoài nói chuyện dễ dàng hơn với những đứa trẻ nơi đây và giúp cho các em có thêm vốn tiếng Anh, tạo sân chơi bổ ích cho các em vào mỗi dịp cuối tuần. Trong mỗi bài học thì thầy giáo Tây luôn tạo không khí vui tươi và khích lệ các em bằng những phần thưởng nhỏ mỗi khi các em làm tốt. Đồng thời, lồng ghép vào bài học những bài hát, trò chơi hay nói chuyện trực tiếp với người nước ngoài để các em tập dần khả năng nghe cũng như là giao tiếp. Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị phổ biến tuyên truyền luật nhà ở 2014. Theo đó, người Việt Nam định cư tại nước ngoài và người nước ngoài khi được phép nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được quyền sở hữu nhà ở, không xét thời hạn cư trú bao lâu. Những đối tượng trên cũng có đầy đủ các quyền như bán, chuyển nhượng, tặng cho thuê hay cho thuê mua, góp vốn đối với căn nhà đã được công nhận quyền sở hữu. Nhà nước Việt Nam không quốc hữu hóa nhà thuộc sở hữu của các đối tượng trên và khi nhà nước cần trưng mua, trưng dụng thì chủ nhà cũng sẽ được bồi thường theo giá thị trường. So với nghị quyết số 19 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức cá nhân ở nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì luật nhà ở 2014 đã bỏ nhiều điều kiện ràng buộc. Thưa quý vị và các bạn, Nhạc hội Cảnh sát Thế giới lần thứ 20 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 với đại diện của 4 quốc gia, đó là Nhật Bản, Mỹ, Singapore và Việt Nam. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức Nhạc hội Cảnh sát Thế giới. Vào năm 2011, Nhạc hội Cảnh sát Thế giới lần thứ 16 đã được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Nhạc hội Cảnh sát Thế giới lần thứ 20 diễn ra với nhiều hoạt động như trình diễn hòa nhạc, biểu diễn hòa tấu, diễu hành hòa nhạc đường phố. Đêm gala công bố kết quả mùa giải thứ 6 Việt Nam Idol đã diễn ra vào tối mùng 2 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh và thí sinh Việt Kiều Trọng Hiếu đã nhận được số lượng bình chọn áp đảo 71,5% và chính thức trở thành quán quân Việt Nam Idol 2015. Gây ấn tượng ở vòng studio với ca khúc Happy, cái tên Trọng Hiếu lập tức trở thành một hiện tượng của Việt Nam Idol. Qua các vòng thi, chàng trai này cũng đã chứng minh là một nhân tố đặc biệt trong chương trình khi mang đến một phong cách hiện đại, khả năng vũ đạo tốt, hình ảnh năng động, phù hợp với thị hiếu của khán giả trẻ. Trọng Hiếu sinh năm 1992 tại Đức và đã từng lọt vào top 25 của thần tượng âm nhạc Đức cũng như đạt được nhiều giải thưởng về nhảy múa. Với danh hiệu quán quân Việt Nam Idol 2015, bên cạnh giải thưởng bằng tiền mặt, Trọng Hiếu còn được thực hiện một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh ra mắt khán giả ngay sau cuộc thi. Những ngày văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 năm nay. Chương trình này do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chương trình nghệ thuật đặc biệt này còn góp phần quảng bá văn hóa đặc sắc của Việt Nam ra cộng đồng quốc tế. Hồi ức Chăm sẽ là một trong những tiết mục đặc sắc sẽ được trình diễn trong Hương sắc Việt Nam, chương trình nghệ thuật mở màn những ngày văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ. Các tiết mục ca nhạc mang đậm văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam như múa cung đình Huế, lục cúng hoa đăng, hòa tấu các nhạc cụ truyền thống sẽ được dàn dựng theo hướng đương đại. Công chúng nước này và cả bà con kiều bào tại đây sẽ có dịp thưởng thức 3 đêm diễn tại nhà hát trung tâm Kennedy ở thủ đô Washington. Cái nghệ thuật truyền thống các dân tộc Việt Nam ấy, thì chúng tôi cũng dàn dựng theo cách đương đại để nó rất là truyền thống nhưng mà nó cũng gần với những cái người đương thời, và những cái tiết mục mà nó mang cái tính giao lưu hữu nghị
giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ để làm sao ấy, thì là khán giả của Hoa Kỳ cũng như những cộng đồng người Việt Nam ở bên Hoa Kỳ có thể thưởng thức được một cách rất là... Một điểm nhấn của những ngày văn hóa Việt Nam lần này là đêm trình diễn thời trang có chủ đề Sự biến đổi kỳ diệu. Bằng ngôn ngữ của thời trang, các nhà thiết kế nổi tiếng tại Việt Nam là Minh Hạnh, Lan Hương, Chu La và Quang Nhật sẽ gửi tới thông điệp về sự thay đổi, phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong 20 năm qua. Sự biến đổi kỳ diệu sẽ là một minh chứng cho mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sau chiến tranh, và đặc biệt hơn nữa là sau 20 năm kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao thì hai nước sẽ có nhiều những cái phát triển mới, những cái khuynh hướng mới, những cái lối mở mới dành cho nhau. Bên cạnh cái việc giao lưu ngoại giao chính thức của nhà nước thì ngoại giao văn hóa là nó có một sức mạnh rất riêng, và đi sâu hơn trong quần chúng nhân dân, giúp nhân dân hai nước hiểu biết lẫn nhau hơn. Tôi cho rằng cái đấy là một cái điều rất sâu sắc, mà nó sẽ làm là cái sự hiểu biết của nhân dân hai nước, thì nếu mà hiểu biết nhau nhiều hơn thì cái hữu nghị và cái thân thiện nó sẽ tăng lên. Cũng trong dịp này, trang phục và các loại nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam sẽ được triển lãm giới thiệu tại Bảo tàng và Thư viện Hội Lịch sử New York. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Những ngày văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 8 nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam với những sắc thái đa dạng, phong phú, vừa kết hợp truyền thống và hiện đại tới công chúng Mỹ và bạn bè quốc tế. Sáng mùng 3 tháng 8 tại Trung tâm Du lịch Tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm, núi Tứ Tượng, tỉnh Thừa Thiên Huế, lễ hội Quán Thế Âm năm Ất Mùi đã được khai mạc trọng thể. Lễ hội thu hút khoảng hơn 10.000 tăng ni Phật tử và người dân đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Lễ hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như thuyết pháp, chương trình văn nghệ, phóng sinh, lễ cầu an. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ động thổ xây dựng 32 tôn tượng hóa thân Bồ Tát Quán Thế Âm đặt trên ngọn đồi Tứ Tượng, góp phần tô điểm nơi đây trở thành điểm đến tâm linh lý tưởng, thiêng liêng, đặc sắc cho đồng bào Phật tử và du khách thập phương gần xa. Sapa, Lào Cai của Việt Nam vừa xuất hiện trong danh sách 10 điểm đến đẹp nhất thế giới do trang The Richest xếp hạng. Và trong đoạn clip được The Richest đăng tải, ruộng bậc thang Việt Nam được nhắc đến là một điểm đặc trưng của Sapa, Lào Cai. Chính việc người dân bản địa cải tạo vùng đất này phù hợp với việc trồng lúa đã vô tình tạo nên những ruộng bậc thang được xếp vào hàng đẹp và hùng vĩ của Đông Nam Á. Vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên mang hơi thở của cuộc sống bình yên và thơ mộng cũng chính là điểm đến hấp dẫn du khách cả trong và ngoài nước. Trong danh sách của The Richest còn có quần đảo Maldives nằm ở Ấn Độ Dương, vịnh Hẹp Granger của Na Uy, cánh đồng muối Salar de Uyuni của Bolivia. One of the islands even looks like a heart, and it is the perfect vision of a breathtaking desert paradise. Lao Cai, Vietnam. Throughout Southeast Asia, there are these beautiful. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin Người Việt bốn phương ngày hôm nay. Quý vị có thể truy cập vào hai địa chỉ website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam để theo dõi lại chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.